Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 9 vẫn có diễn biến khá phức tạp khi liên tục đổi hướng, di chuyển và cường độ hoạt động của gió. Do ảnh hưởng của bão trên biển, thời tiết chuyển xấu. Trong khi đó, trên đất liền các tỉnh miền Bắc trời vẫn nhiều mây, âm u và rét, đêm và sáng một vài nơi có mưa nhỏ và sương mù. Trong những ngày tới, miền Bắc duy trì rét đậm cục bộ ở vùng núi, bão mạnh vẫn hoạt động gây thời tiết xấu ở trên biển. Trong 2 đến 3 ngày tới, các địa phương miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ ổn định. Một số địa phương vùng núi rét đậm, có nơi chỉ còn ở mức 11 độ. Ngày mai, lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ suy yếu dần. Trong khoảng ngày mùng 10 thì áp cao lạnh có khả năng lại được tăng cường trở lại và từ ngày 13 sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Riêng khu vực Bắc Bộ từ ngày mùng 10 đến ngày 12 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao. Khoảng đầu tuần sau sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc, duy trì trạng thái thời tiết rét, rét đậm. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Tại khu vực Bắc Bộ, khối khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, tạo điều kiện cho gió đông nam đẩy ẩm vào đất liền, nên thời tiết nơi đây duy trì trạng thái nhiều mây suốt cả ngày, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, nên nhiệt độ không tăng. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong ngày dao động từ 15 cho đến 21 độ, độ ẩm khoảng 95%, trời vẫn rét. Tuy nhiên, do cảm giác rét buốt đã lùi sâu, nên các hoạt động sinh hoạt của người dân thủ đô diễn ra thuận lợi hơn. Các cuộc vui chơi dã ngoại diễn ra trong tiết trời ổn định. Xu hướng trong tuần tới, không khí lạnh sẽ bổ sung gây trời rét trở lại. Vùng ven biển thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh thời tiết có cảm giác ấm dần so với một vài ngày trước. Tuy nhiên, cảm giác rét về đêm vẫn còn xuất hiện do nhiệt độ về đêm giảm xuống mức thấp hơn so với thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay tại Hải Phòng trời nhiều mây và nhiệt độ phổ biến ở mức 17 cho đến 22 độ, độ ẩm là 70%. Hiện nay các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh còn kéo dài đến hết tháng 12 và sang tháng 1 năm sau. Thời tiết lạnh khiến cho trẻ em mắc nhiều bệnh như là sốt, cảm cúm, viêm phế quản, viêm tai giữa, viêm phổi và tiêu chảy do nhiễm virus rota. Vào mùa đông, phụ huynh cần để ý giữ ấm cho trẻ, đội mũ, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên cũng không vì giữ ấm mà mặc quá dày, trẻ hiếu động nghịch ngợm. Nếu mặc quá dày sẽ đổ mồ hôi, áo bị ướt thì trẻ còn dễ nhiễm lạnh dẫn đến viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hoặc là viêm phổi. Ngoài ra, cho dù trời lạnh hay ấm thì gia đình cũng cần để cửa sổ giúp lưu thông không khí và cho trẻ ăn uống đủ chất, nâng cao sức đề kháng. Trên đất liền, do gió đông bắc yếu dần nên mưa ở các tỉnh miền Trung cũng đã giảm bớt, diện mưa thu hẹp chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Tại khu vực nội thành thành phố Đà Nẵng, thời tiết có mưa nhẹ, nhiệt độ trong ngày dao động từ 21 cho đến 27 độ, còn độ ẩm ở vào khoảng 75%. Ở vùng ven biển sẽ có mưa nhẹ, sáng sớm có sương mù vài nơi. Thời tiết trong giai đoạn này thích hợp cho việc nghỉ dưỡng và du lịch, tuy nhiên do biển lạnh nên về chiều sẽ không thích hợp cho tắm biển. Hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật đẹp trời cho người dân khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trời nắng và không quá oi bức, bầu trời ở trạng thái nhiều mây nhưng lại không mưa. Tất cả những điều này sẽ đem lại cho người dân thành phố một ngày thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và vui chơi cuối tuần. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 cho đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Sang ngày mai có khả năng trời khô hanh hơn, độ ẩm trong không khí ở mức 55%. Xu hướng trong những ngày đầu tuần tới, thời tiết khu vực chưa có sự thay đổi gì đáng kể. Sau đó từ giữa tuần, người dân thành phố sẽ bước sang giai đoạn những ngày ảnh hưởng của chiều cường đầu tháng 11 âm lịch. Thông tin chi tiết về đợt chiều này sẽ được chúng tôi thông báo chi tiết vào ngày mai. Còn tại khu vực thành phố Cần Thơ cũng sẽ có một ngày trời nắng từ sớm. Thời gian nắng trong ngày kéo dài khoảng 9 tiếng từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, nhưng trời cũng không quá oi nóng. Nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa ở vào khoảng 32 độ và thấp nhất về đêm là 24 độ, độ ẩm trong không khí ở mức 60%. Xu hướng trong 1 đến 2 ngày tới, thời tiết khu vực khá ổn định, trời hầu như không mưa, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.